giống như là mày tán vô mặt người ta vậy đó. Ủa mẹ, mày là cái thứ giết chết âm nhạc, xuyên tạc âm thanh, quánh banh chành âm sắc. Sao kỳ vậy? Tới con mày không để nhạc. Nhạc cái gì? Mày ca mà cái thằng quánh nhạc nó xỉu luôn rồi kìa. Ai nói với mẹ? Bao nhiêu người nói con hát hay luôn, chỉ một mình mẹ nó có hát dở rồi đó. Mày ca la thằng bản tao nghe coi. Đừng thơm khi bóng chân qua hàng cây. Mày đau bụng hả? Con hát đó. Mày hát y như mày bị ruột thừa vậy. Mày ca hát. Mày dòm lấy mày đi Anastasia. Ở nhà có hai đứa con gái thôi mà nhìn con lọ lem đi. Nó cao người, đẹp người, nó đẹp nết, nó tài năng. Còn đẻ ra mày cao như cây cột nhà vậy đó mà không làm được cái gì hết. Tài năng thì không, tài năng thì không. Mày quần quằn với ai vậy? Mày kênh ai á? Mày liếc tao hả? Mày liếc tao hả? Tao mà không dạy mày là không được. Tao phải đánh mày thôi. Mẹ! Đánh em. Ủa con mới làm gì đó? Dạ con can ngăn mẹ đó. Tao tán nó xỉu rồi nè. Mày can mà mày chạy cái cỡ đó là tao quýnh nó rồi. Trời ơi. Trời ơi em ơi. Em có sao không em? Có bị đau chỗ nào không? Em. Lem. Dạ. Thúi mặt em rồi. Nó cầu cứu đó con. Em. Dậy. Mẹ ơi. Mẹ nè. Con vừa trải qua một cơn ác mộng mẹ ơi. Con bị đánh quá trời quá đứa. Con bị đánh quá phải không? Dạ. Con không có bị gì hết trơn nha. Không có gì trải qua cho con không có sao hết. Mẹ không nè. Bị gì? Không bị gì hết. Không bị hết. Con bị gì hết? Không bị gì hết. Không bị gì hết. Đúng rồi. Mày thấy không? Mày thấy tội nghiệp em không? Dạ thấy. Nó như một con động vật vô tri vậy đó. Mà mày không thương em. Mày hở ra là mày làm cái gì đó là em mày hưởng hết. Tại sao kỳ vậy Lem? Ai cho mày ăn bận đẹp vậy Lem? Dạ. Bộ này là bộ xấu nhất của con rồi đó mẹ. Mày quá trời mày rồi. Bữa nay mày dám trả treo với tao, tao phải đánh mày thôi. Mẹ, mẹ đang có bầu, mẹ cẩn thận. Mất dài. Mẹ như vậy mà kêu có bầu? Mẹ ở như vậy nuôi chị em mình mà kêu có bầu? Mẹ mập hả? Dài. Tao mập có cần mày nói lớn gì cho cả thế giới biết không mày? Mày thương em chưa? Mày thấy đứt ruột chưa? Mày quá trời tao quánh mày bữa nay con Mỹ. Mày cả đây, mày cả đây. Mày cả đây, mày quá trời mày rồi. Mày mày quá trời mày rồi. Mày cuối cùng là nó có thông báo không? La 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 la
lo. Đêm ngày hôm qua hoàng triều đình có mở một cuộc bẹt ri. Hả? Bạc ti má ơi. Ờ, bạc tay. Bạc tay à, tôi bạc tay ông đó. Bạc ti. Bạc ti. Hoàng tử có say rượu và nhảy với một người con gái đẹp. Trong lúc nhảy, hoàng tử say xỉn quá. Thấy hoàng tử say xỉn, cho nên cô gái ấy chuồn về. Khi về, cô gái ấy để lại chiếc hài. Sáng tỉnh dậy, hoàng tử thấy mình ôm chiếc hài. Hôm nay kêu tôi đi đọc lo để ai
rồi đem về rồi làm vợ hoàng tử. Lo cái chuyện nó chút xíu mà kể nữa ngày chưa xong mà. Bây giờ đơn giản túm lại là kiếm một con nhỏ để thử hài. Để chứ mang vừa cái hài là vợ của hoàng tử. Vợ của hoàng tử. Qua bạc ti trong triều đình mày có đi không vậy? Có mẹ. Nói cho mẹ nghe là con có dạy với hoàng tử đi. Hôm qua con đi chừng không. Đi nhảy đầm mà mẹ chứ không được chứ hả? Con biết con nhỏ mà nhảy chung với hoàng tử là ai? Đừng nói tao nghe là con lọ lem. Chính nó. Trời ơi, hãnh diện quá. À, Lem. Dạ. Hồi tối hôm qua con có đi bạc ti hoàng cung không con? Dạ, dạ có. Mẹ nhớ là mẹ giao việc nhà cho con nhiều lắm mà sao con cũng còn có thời gian con đi hay vậy? Dạ con làm xong hết con mới đi với mẹ. Ồ vậy hả? Dạ. Nhưng mà hôm qua hình như con không có nhảy với hoàng tử ha. Dạ không. Dạ không có. Dạ không sao run vậy? Dạ con nhảy với chú Tư hàng xóm mẹ. Hả? Ông Tư lái xe ôm hả? Dạ dạ chú Tư đưa con tới. Hôm qua mẹ thấy con đi cà thọt vô nhà sao vậy con? Dạ chiếc giày của con bị hư á mẹ, nên là con quăng rồi. Con mang về xây máy về để mẹ mua tặng cho con đôi mới. 34 á mẹ. 34 hả? Cảm ơn con. Chân mày sai mấy? 43. Tao đẻ mày ra bình thường mà cái giò mày như con voi vậy. Lem. Dạ. Ở trên triều đình họ có nói là đi thử hài. Dạ. Con làm xong chuyện thì con đi nha. Thiệt hả mẹ? Mẹ cho con đi hả mẹ? Thì mỗi người có cơ hội thì phải cho con đi chứ ai cấm con làm gì. Dạ. Nhưng mà trước khi đi con hình như con Anastasia có cái áo định kia em nó đính cườm. Đúng không? Đâu có. Có không? Có không? Có không? À có. Chị ơi. Mày khôn giùm tao cái mày khôn. Chị ơi chị. Chị ơi, trong buồng em á nó có một cái áo thun ba lỗ màu xanh, chị nhớ không? Chị ráng. Sao mày lấy cái áo ba lỗ, mày lấy cái áo dài dài đính cho lâu. Mẹ để đó con. Chị ơi, chị làm ơn chị đính cùm đầy cái áo thun ba lỗ giùm em nghe chị. Được, để mà chị cho đính. Nó rơi xuống che hết người em như cái váy này nghe chị nha. Làm xong mình hãy đi hội nghe chị. Mẹ. Ý em nó nói là đính xong rồi đi nha con. Dạ mẹ. Mày nói ai đó, mày chửi ai đó. Dạ. Mày nói gì đó mày? Dạ, mày chửi ai? Dạ mẹ. Mẹ. Dạ ai à? Nó dài chứ thật. Con nó không vừa đâu. Mẹ. Khỏi kêu nữa. Bây giờ mẹ con mình phải đi trước nó một bước. Gọt chân. Mày phải mang vừa chiếc hài đó. Mày phải là vợ của hoàng tử. Đi. Mẹ chờ con. Mẹ. Lo. Giờ thứ hai đã hết. Ê. Ê xí anh. Cái anh gì đó ơi. Ờ cô gái. Ủa cái gì hôm qua mới hẹn 6 giờ qua thử hài. Thì bây giờ 6 giờ qua chưa gì sao giải tán. Thử hài xong là sao? Thì bây giờ là 6 giờ. Ủa mà 6 giờ sao? Nhưng tôi nói 6 giờ sáng. Trời ơi 6 giờ sáng anh phải nói cho rõ ràng. Bây giờ anh nói 6 giờ khơi khơi em tưởng là 6 giờ chiều. Ông lựa giờ nào mát mát em tới. Nói vậy là sai rồi đó. Trước khi mình bắt bẻ người ta một cái chuyện gì thì mình phải suy nghĩ cho đàng hoàng đúng không? Người ta nói 6 giờ là chỉ có 6 giờ sáng. Còn khi nào người ta nói 18 giờ thì mới là 6 giờ tối. Hiểu không? Chứ đừng có lại đây mà bắt bẻ người ta nghe chưa? Trời ơi anh em đi thử hài mà coi như anh miệt thị em không còn ra con người luôn á. Sao cùng là đỏ nè, sao bên này khôn quá, sao bên này ngu quá vậy? Rồi, được rồi, bên đỏ thông minh.
Thôi bây giờ lỡ rồi cho con em nó thi anh ơi, tội nghiệp con em. Nó bị thương mà nó cũng đi thi đó anh. Đi vô con gái, gái. Vô con. Kéo đi mẹ. Cái gì vậy? Kéo. Trời đất ơi. Mày nhảy. Cố gắng lên. Có chồng tới nơi rồi. Chú ơi chú. Chú cho con tôi nó thi đi chú. Nó bị thương quá mà nó cũng đi thi đó chú. Chú thương cho nó thôi. Đổi ơi. Ủa đổi là đổi sao? Thử váy. Ủa sao là thử hài mà. Hài mất rồi. Thử váy. Trời ơi chú ơi, nó mới đi gọt à... Ủa khoan, nó xúc dài, nó chạy về được. Chứ nó xúc cái này sao nó chạy về được. À bây giờ hai cô về nha, nếu được thì 6 giờ mai tới thử. 6 giờ sáng, 6 giờ tối chú. Ờ thì 6 giờ chiều. Để ta đánh điện đàm về cho con lọ lem. Alo, alo. Dạ con nghe nè mẹ. Ờ Lem ơi, mẹ nè. Thường con mặc váy cái eo con nhiêu vậy con? Dạ cái eo con là chuẩn là 57 á mẹ. 57? Ờ con đợi xíu. Cái eo con nhiêu? 75. Sao cái gì mày cũng ngược nó chứ. Ừ mẹ cảm ơn con nha nha. Ủa mẹ ơi. Ờ vậy đi. Mẹ. Mẹ, giờ mình phải làm sao bây giờ? Còn nói gì nữa? Mày phải đi hút mở bụng. Mày phải làm vợ hoàng tử. Đi. Mẹ cho con. Mẹ chỉ còn một chân không đi nổi. Mẹ. La la la. La 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 la. Đã đến giờ thử váy. Mọi người lần lượt. Tại đúng giờ rồi chú. Chứ đâu có ăn vậy được. Đâu dám đi trễ nè, trễ bắt công chú rầy chú cho đi. Con em nó nôn lắm. Vô đi con gái. Cố lên con, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Có chồng là được hết. Cố lên, cố lên. Ủa, giống vô sao giống chó vậy? Nó mới hút mơ bụng. À không, nó cắt ruột thừa chú ơi. Cháu nó bệnh hoạn ghê lắm. Tội nghiệp lắm chú ơi. Cái gì vậy? Cái gì kìa, nó để đè nó ngợp thở. Nó không có thấy phương hướng luôn. Trời ơi, tội nghiệp con gái tôi lắm. Trời ơi, đỡ, con đỡ, ơi. Đỡ đi, đứng dậy đi. Dạ, dạ, dạ. Tao biết mày đau rồi, ráng đi. Sắp có chồng rồi, ráng đi. Trời ơi, nó nặng như con trâu vậy đó thiệt. Bệnh quản gì ở nhà đi, chứ đi tới đây làm chi vậy trời. Ai nói, trời đất ơi, nó là cái người nhảy với hoàng tử đó. Nó phải thi, nó lấy được cái, đây là cái váy ra, thử đi, lại lên. Đổi rồi. Ê, đổi gì nữa? Thử áo. Cái váy mất rồi. Con ê con quỷ cái đó, nó nhảy đầm thôi mà nó xúc hết từ dài tới váy tới áo. Rồi tôi đang thắc mắc bây giờ nó về nhà bằng cái đường nào. Tôi không biết cái đó, chuyện đó là chuyện của người ta. Con quỷ nào mà nhảy đầm mà bất chấp thân thể mà bất chấp tài sản vậy? Thôi vậy thôi bây giờ về đi rồi về rồi lo chuẩn bị là đi lại là đợt sau thi nữa nha. Lo 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 lo. Gái, mẹ biết con đau lắm rồi nhưng mà ráng đi thêm trận này nữa đi. Mẹ hứa mai mà nó đổi nữa mẹ giết nó. Ráng ráng. Mẹ thấy cái vòng ngực nó cũng rộng lắm. Để mẹ điện về cho con Lem. Alo. Con nghe đây mẹ. Cho mẹ hỏi nè, cái vòng ngực con bình thường là bao nhiêu vậy con? Dạ vòng ngực của con á mẹ. Ờ. Dạ ngực của con là 96. Còn mày nhiêu? 69. Cái lưng hả? Cái lưng của mày hả? Sao cái cần có mày không có, cái mày không cần có mày quá trời ấy. Ủa mẹ ơi. Ờ cảm ơn con Lem, gắng làm lẹ đi rồi đi thử ha. Tính đi, tính đi. Tính cái gì nữa.
mày phải đi bơm ngực, mày phải mặc vừa cái đầm đó, mày phải làm vợ hoàng tử đi. Mẹ, trời ơi, đi không nổi mà tại sao không hả? Mẹ ơi, mẹ ơi. Dậy sớm quá em. Chị cũng dậy sớm em. Trời ơi, tao nói gà chưa ra khỏi chuồng là em ra khỏi mùng rồi. Lần này là lần chót. Làm ăn vậy thì thương mày, không? Thương. Lần này anh đừng có đổi nữa nha. Làm sao đổi? Anh nói vậy tôi mừng đi, tôi đưa con tôi vô. Dạ, thương nó lắm. Đưa nó vô. Ủa sao nhạc buồn ta? Chú cho mẹ con tôi thi đi. Cái đường thi cử của mẹ con tôi gian nan quá. Con tôi không biết nó cầm cự được tới lúc nó mặc cao đầm của chú đưa không. Chi cho khổ. Vì sự nghiệp làm vợ hoàng tử. Chứ bây giờ mà chú báo thêm một lần nữa mà chú đổi. Ai làm kỳ? Đó, chú nói gì tôi mừng. Cao đầm đâu? Mất rồi. Bỏ giặt ủi á, nó đưa cái thẻ để khi mà mình tới mình lấy áo thì phải đưa cái thẻ thì nó mới đưa áo. Mất cái thẻ, rốt cuộc là giờ hoàng tử nói trong truyện coi thì là thứ hai, cho nên xin lỗi con, xin lỗi con, xin lỗi con. Không sao, không sao. Con gái, gái, gái. Ủa là con giống như con. Thấy ghê quá. Con ơi, con bị sao vậy con gái? Ủa, mày còn sống? Tránh xa tôi ra. Người mẹ độc ác. Gán đi con ơi. Thôi về đi. Về cái gì? Bây giờ cuối cùng là thử hài đúng không? Thử hài chứ. Đi đi lên lên con. Mình gọt chân rồi mà con quên rồi hả? Mày rán đi. Cái gì cũng vậy. Bây giờ cuối cùng là thử hài đúng chưa? Đúng. Mang đôi hài ra. Nói hai nào? Thì hồi nãy ông mới nói là thử hài thì mang đôi hài ra. Con tôi đã sẵn sàng, mang đôi hài ra cho nó thử. Mang hài chi? Thì ông nói thử hài. Là thử hài là thử diễn hài. Yêu nghiệt. Tại sao kêu đi thử hài rồi tới thử mày, rồi tới thử nào? Người ta đi gọt chừng không hòa mùng bơm ngừng rồi giờ kêu trống rồi nó chết rồi kìa. Lo 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 ai bà nội mày bị con tao chết với tao mày không lo. Hoàng tử nào mà đầu diễn hài hả? Ai mà thử được con ơi. Con ơi, con có sao không con ơi? Còn ai thử hài nó thử luôn đi. Dạ có em. Dạ, dạ có em. Dạ em tới đây thử hai. Ủa đó em, mày đính xong áo chưa mà mày tới đây vậy? Con tao có rảnh rỗi mà ngồi kết ba cái hạt cườm rẻ thúi đó mẹ. Mày mới nói cái gì? Mẹ à, con là lọ lem 2018 chứ đâu phải con lọ lem mà ngoan ngoãn hiền lành kia. Mày mất dạy quá rồi. Mày à, mày à, mày tưởng mày chụp tay phải tao tán tay trái mày không được hả mày? Mất dạy. Ủa con, nó chết rồi mà nó còn phải búng vậy đi, nó vỗ tay là mày biết nó ghét mày cỡ nào. Ba đời đó. Một khi mà tôi đã làm vợ hoàng tử, người đầu tiên tôi giết sẽ là bà. Mày dám lọ lem? Ở đây là cuộc thi thử hài,
Mày có duyên quá à. Mày chọc hoàng tử cười đi rồi mày nói. Ủa ai nói với bà là tôi diễn hài? Hoàng tử gọi tôi tới đây là thử hài. Hài đâu anh? Hài đây. Ủa em vừa rồi anh ơi. Cái gì vậy? Cái gì? Sao ông la là thử diễn hài? Đi tiện. Em biết mà. Nè. Giữ đi. Tôi cái gì? 100 á là thử hài ha. Rồi 100 nữa là thử vái. Rồi 100 nữa thì thử đầm. Rồi 100 nữa thì thử diễn hài. Rồi trở ngược lại 100 nữa thử hài. Cứ vậy thôi. Tụi mày. Tao liều mà. Ôi trời. Tao liều mà. Anh ơi, anh ơi cứu em. Anh ơi cứu em. Được, được, được. Được. Mọi người làm gì ở đây vậy? Hả? Mọi chuyện sao? Chuyện gì? Cái viên hành lý ở khách sạn. Mày đang ở khách sạn. Mày đi đâu mày ra đây? Quán cộng đồng bảo vệ ta. Mày là đồng bọn của hai con này phải không? Ai vậy? Đây là hoàng tử. Đây là... Hoàng tử! Hoàng tử đâu? Mẹ ơi! Hoàng tử đâu mẹ? Hoàng tử! Hoàng tử! Hoàng tử! Nó mới làm gì vậy? U cha! Nó thấy ông mà nó tái sinh luôn á. Sao hoàng tử mà thấy ghê vậy? Ủa ai đồn ta đẹp? Bình thường trong chuyện hoàng tử mới đẹp chứ chị. Cái đó thì là trong rồi. Chuyện thôi. Có ai thấy hoàng tử ngoài đời chưa? Còn đây là ai? Hả? Chuyện gì đây vậy? Chuyện gì xảy ra ở đây? Ta kêu ngươi đi kiếm người về đây thử hài. Mà tại sao mấy hôm nay rồi chưa được? Hả? Được rồi. Đâu? Nè. Hello. My name is Lollip. How are you? I'm fine, thank you. And you? You khỏe. Em chính là người trong bữa bạc ti hôm ấy. Khi em nhảy cùng một người đàn ông, em không ngờ đó là hoàng tử. Và em biết là ba mẹ sinh em ra là số của em dưới một người mà trên vạn người. Em biết mà. Em biết. Em gái. Mặc dù em không muốn, nhưng em vẫn phải chấp nhận. Em gái à? Em hiểu mà. Em gái. Em sẽ cố gắng chấp nhận sự thật này. Em gái à? Em bị sản hay em? Dạ không. Em tỉnh táo chưa? Em rất tỉnh táo. Em đang nói cái gì vậy? Em đang nói cái gì vậy? Dạ em sẽ làm vợ của hoàng tử, đúng không hoàng tử? Ủa ai đồn là thử vừa hài sẽ làm vợ của ta? Ủa giờ cuối cùng là sao? Vậy ông tổ chức ra cái thử hài là sao? Mọi người hãy nghe ta kể một câu chuyện của đêm hôm ấy. Đêm đó là sinh nhật ta. Biết bao nhiêu bạn bè của ta, trai xinh gái đẹp tụ hội về đây. Sao ông cái mặt ông như quỷ mà ông chơi với trai xinh gái đẹp chi? Ta có tiền mà. Ok. Ta giàu mà, ta hoàng tử mà. Tiếp. Đêm hôm đó mọi người đang chơi đùa thật vui vẻ. Tất cả đang quay cuồng trong những điệu nhạc. Mọi người đang nhảy cùng nhau, quẩy cùng nhau. Lên là lên. Bỗng đúng 12 giờ đêm, ánh sáng bừng lên, nhạc tắt hẳn. Lúc đó mọi người chạy toán loạn. Cảnh sát tới hả? Không có cảnh sát đâu tới cả. Phụ dương của ta tới. Phụ dương ta thấy ta ăn chơi quá, tới kiểm tra. Và ngay lúc đó mọi người sợ quá chạy hết. Nhưng có một con quỷ cái, nó chạy nhanh nhất. Và ngay lúc đó một chiếc hài văng ra. Hài của em. Đúng, cây gót dài cắm thẳng vô lỗ mũi phụ dương ta.
Chết mẹ mày chưa? Chiếc giày đó là tan vật. Ta cho thử hài để bắt con quỷ cái đó. Dạ, và dạ. Hôm nay nó đã lộ diện. Anh ơi, giày này của bà này, giày của bà này bà mua cho em chứ không phải của em. Chà, ta chết gì ta? Ta còn tuổi ăn tuổi chơi mà. Ta mới vậy thì nó chơi chưa đủ. Làm sao ta có thể thế được cha ta gánh vác cho cả cái hoàng cung này, cả cái vương quốc này. Mày phải đền tội. Trời ơi, bây giờ hai đứa con đồ chém hết. Bây giờ hai đứa con chém hết vậy thôi, lấy con mẹ đi được không? Cái gì? Lấy con mẹ này hả? Ừ. Muốn lấy phải không? Ừ. Lấy con cha này đi. Cái gì? Lấy con cha này hả? Ừ. Thôi vậy chém em đi. Chém hết.